ta là người học Phật phải có cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Sanh con phải dạy con là điểm chính nhất, ghi nhớ. Dù của cải để lại có nhiều cỡ nào cũng không bằng một cái nền đạo đức con người để lại cho con cả. Con người khi có đạo đức thì tức khắc tăng phước. Con người không có đạo đức thì tiêu phước tăng nghiệp. Mà phước đã tiêu, nghiệp tăng, thì cái lu này gọi là lu bể. Lu bể quý vị có đổ bao nhiêu nước vô lu nó cũng không chứa được nước. Nên chúng ta không dạy con là chúng ta tạo cho con thành một cái lu bể. Lu bể này quý vị có để là bao nhiêu của cải cho con thì nó cũng không cầm được. Nên quý vị dạy cho con một nền giáo dục, đó là một cái lu nguyên, thì đổ vô bao nhiêu nước, đậu được bao nhiêu nước. Như vậy thì nhất định là giáo dục để lại cho con là một món tài sản lớn nhất, đúng không? Đó. Nên chính những đức đã thấy rõ ràng là tiếp nhận giáo dục nó có lợi ích lớn mà. Mình lại phát tâm lớn làm những việc lợi ích cho mọi người là do nghe giáo dục hiểu được nó mới có thể làm điều thiện chứ. Đó. Nên á, quý vị coi, có những người đi đến chùa mình, cái tâm của người ta nó thoải mái lắm. Có những người mà quý vị biết rằng nha, người ta gặp những đức mà người ta muốn cúng dường, cái tâm của người ta không cần suy nghĩ luôn đó quý vị. Tại vì sao? Vì mình hướng dẫn người ta hiểu quý vị ơi. Quý vị coi trong chùa mình có ghi cầu an cầu siêu gì không? Không luôn. Hiểu lắm mới làm điều này đó quý vị à. Bây giờ những đức nêu cho quý vị nghe nè. Thầy, con hôm nay con cúng dường, con nhờ thầy chứng minh giùm cho con đi thầy. À, để thầy chứng minh cho con nghe. Vậy là lỡ con cúng dường rồi mà không có thầy chứng minh làm sao thầy? Không có thầy chứng minh nó không có công đức đâu con à. Không có phước đâu. Có thầy chứng minh mới được. Đúng hay sai? Sai. Khi quý vị phát tâm làm điều thiện là phước từ cái tâm phát đó. Có chứng minh hay không chứng minh gì thì từ cái tâm mà phát phước đó, tức khắc nó có phước đức. Nếu quý vị dính mắc cái việc cúng dường, đó là phước thế gian. Còn nếu quý vị buông xuống cái tâm cúng dường, đây gọi là công đức xuất thế gian. Hoặc là mình làm một chút điều thiện gì, ghi nguyên một tờ công đức, sách về nhà treo toàn ten, đây là phước báo. Làm lớn cỡ nào cũng là phước báo. Vì sao? Vì treo toàn ten. Hôm nay tôi làm bao nhiêu công đức ghi rõ ràng rồi, là phước báo thế gian treo toàn ten. Mọi người đi ngang khen, trời công nhận chị, chị đặc biệt thiệt, gì làm phước vậy, tấm giấy khen. Mỗi người khen chút, nó hao mòn. Vì phước thế gian nó qua chiều hướng hao mòn vậy đó. Khen hao mòn. Nếu khen mình mà cái tâm của mình vẫn giữ bình thường, vậy thì không hao mòn. Nếu khen cái mà thích, chê mình buồn, tức khắc dính rồi còn gì. Nhưng phàm phu mình quý vị coi phải rõ ràng là khen là thích, còn chê là buồn không? Rõ ràng dính rồi. Đó. Nên có cái ông này đến gặp Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Ông tu học lâu rồi làm cư sĩ nhưng mà kiêu ngạo ngã mạn, ông biết cũng tốt rồi đó. Làm cư sĩ tu lâu mà kiêu ngạo ngã mạn biết vậy là cũng hay rồi đó. Thì bắt đầu là ông đến ông đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Xin ngài giúp cho con tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Hòa Thượng Quảng Khâm được, ở đây đi, tu đi. Ông lượng ngay ngày lễ đông gì nè. Kêu cái ông chú đó ra. Chửi ông chú đó trước mặt mọi người quá trời luôn. Bữa sau là ông đó ra đảnh lễ Hòa Thượng Quảng Khâm, con đi. Hòa Thượng Quảng Khâm nói, ồ ông đến đây để nhờ tôi giúp ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn bộ xong hả? Ông nói chưa. Tự nhiên hôm qua Hòa Thượng la con trước mặt bao nhiêu người, oan ức ghê luôn á. Thôi con chịu không nổi rồi con đi. Hòa Thượng Quảng Khâm ngài nói, ông kêu tôi á, giúp cho ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Mà tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn là ở đâu? Trước mặt nhiều người mà bị la oan, chịu đựng được thì cái ta của cái mặt này nó mới mất đi. Thì tức khắc tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn cho ông là bằng cách đó. Trước mặt bao nhiêu người tôi la ông, mà tôi là một vị hòa thượng, tôi không nghĩ đến tôi mà giúp ông, mà ông lại vì cái ta ông mà ông trách tôi là sao? Ông quỳ xuống đảnh lễ Hòa Thượng Quảng Khâm, cho con xin ở lại. Vậy thấy tu học không? Tu học mà nó không phát cái tâm giải thoát, mà nó phát cái tâm kiêu ngạo ngã mạn. Làm được một chút việc tưởng đâu rằng là mình là bằng trời. Đây là cái tâm gì? Là cái tâm phàm phu tục tử. Hoặc là được nhiều người tăng bốc mình, khen mình, tưởng đâu mình làm được những việc lớn. Lớn cái gì? Người ta khen mình mừng, người ta chê mình buồn là thua rồi.
không chịu hạ mình xuống. Bây giờ cư sĩ cũng vậy, tu học lâu cũng vậy luôn, nghĩ mình là cư sĩ giỏi, người xuất gia cũng chết. Người xuất gia vừa cạo đầu đắp y vô thì tưởng mình là ông thầy bà sư cô, cũng chết luôn, chết hết, ai cũng chết. Nhưng mà hòa thượng hồi tối ngày nói một câu: tu cũng chết mà không tu cũng chết, vậy thì khỏi tu, tu chi ạ? Nhưng mà người tu á, cái chết người ta nó nhẹ nhàng, nó có một phương hướng đi. Và cuộc đời người ta tu, người ta biết làm điều thiện, nên cái phước duyên đó nó đẩy người ta đi đến cái chỗ tốt đẹp. Nên tu cũng chết mà không tu cũng chết, cái nào cũng chết. Nhưng mà cái chết đời sau giải thoát, cái chết đi đọa lạc, hai cái này nó vẫn là khác nhau. Nhớ, nhớ ra. Nên từ nơi đó mà mình tu hành là mình phải kiểm nghiệm qua cái tâm mình nè. Chứ đừng có nói rằng là bây giờ mình là trưởng đoàn hay mình dẫn dắt nhiều người tu gì mà mình nói mình là kiêu ngạo ngã mạn, không cúi đầu là mình tiêu liền, không nói chuyện tiêu. Nên mà gọi là, nên ai gặp những đức mà người ta tưởng đâu những đức cái gì mà cao siêu quá này nọ, nói chuyện nhiều người nghe, không phải đâu quý vị à. Chỉ cần quý vị chịu niệm Phật và chân thật gầy dựng trong vòng 5 năm thôi là có người nghe quý vị, không nói chuyện. Chỉ cần khuyên người ta niệm Phật thôi, quý vị biết sao không? Vì cái duyên Đức Phật A-di-đà được mười phương chư Phật tán thán. Nên quý vị niệm A-di-đà Phật thì được mười phương chư Phật tán thán. Cái nhân duyên mà niệm Phật đó nó có liền, không nói chuyện. Mà người ta thấy quý vị niệm Phật, quý vị hướng người ta niệm Phật, từ từ cái duyên nó kết, rồi người ta nghe quý vị rồi, chứ không có hay hoi chứ. Chỉ có niệm Phật thôi. Chứ nếu như quý vị nói bây giờ tôi làm được những việc này, tôi làm rồi đó, tôi làm rồi đó, vậy là cái ngã nổi lên liền, nói chuyện. Cái ngã nổi lên liền. Thí dụ như bây giờ làm chồng ở trong nhà đi, kiếm tiền về, thấy vợ ở nhà chỉ có sanh con nuôi con ở nhà không đi làm, lúc nào có tiền đem về thì đưa tiền cho vợ. Bắt đầu là có khi hành học nó này nó nọ đồ. Bà ở nhà không à, không có tôi cái nhà này chết. Không có tôi là cái nhà này chết liền. Bà làm được cái trò chống gì, đàn bà không có làm được trò chống gì. Mình nói vậy là mình sai rồi đó. Ông sanh con được không? Ông có sanh được đứa nào không? Rồi nhà cửa ai lao, con ai nuôi? Nếu không có người lo cho ông những việc này, ông bình yên ông lo đi làm ăn không? Mỗi người việc chứ. Thí dụ như bây giờ mình là chồng, đúng là một người chồng gương mẫu là nó phải là như vậy nè. Mình là người đàn ông có thể tất cả những việc nhà, việc gì mình cũng làm được. Không phải nói rằng là mình là đàn ông mấy cái việc mà giặt đồ cho vợ không giặt được tầm bậy. Vợ giặt đồ cho mình được thì mình giặt đồ cho vợ được chứ. Làm cái gì mà gọi là đàn ông không giặt đồ cho vợ được? Nói đàn ông mà giặt đồ cho vợ là hèn, làm gì hèn. Tôi giặt đồ cho vợ tôi, cô giặt đồ cho vợ ông sao hèn. Tôi cảm ơn vợ tôi sống với vợ tôi biết cách nói chuyện. Tôi thương bà không phải vì tôi thương cái tình cảm yêu thương mà cái chuyện chăn gói đó đâu. Nhưng mà tôi quý trọng bà là vì bà sanh con cực khổ, bà lo cho gia đình này, tôi kính trọng nên lúc lu bu có thể đồ của bà bỏ ra tôi cũng giặt luôn. Người đàn bà đó kính đàn ông liền có gì đâu. Kính là họ biết người đàn ông này, họ không có mê muội vào cái sắc đẹp đó, mà họ sống có cái nghĩa tình, nên người đàn bà nó kính. Hiểu không? Trời ơi, mình phải hiểu cái cách làm của mình. Chứ đâu phải nói rằng là mình giặt đồ cho vợ là hèn. Người ta kính trọng mình đó. Thí dụ như mình đi làm về, mình ỉ mình đem tiền về, cái mình nằm đó, em pha ly cà phê coi, cái này nó pha nhưng mà nó xem thường mình lắm á. Tại vì sao? Mình không có hiểu. Người ta ở nhà cũng mệt, mình thích uống cà phê, mình vô mình pha cà phê mình uống à. Còn lúc nào mà khách khứa gì thì người ta mới pha. Vậy thì người ta hiểu rằng là mình không có dùng cái danh của người chồng mà mình áp đặt người ta. Không phải vậy. Vậy thì người ta mới kính mình, vợ chồng như vậy nó mới hạnh phúc. Nó có sự tôn trọng lẫn nhau, nó không có nghĩ ai lép hơn ai chứ. Đã là vợ chồng mà lép cái gì quý vị? Mình hơn vợ để làm gì, mà vợ hơn mình để làm gì? Bà muốn hơn tôi thì hơn, bà hơn được tôi cái gì? Bà hơn được tôi không? Suy nghĩ đi à. Nên mấy ông đàn ông hiểu được là sẽ biết liền gì đâu. Bà hơn được tôi cái gì? Tôi cho bà hơn tôi đó. Nói vậy mấy ông hiểu không? Nó rồi mấy bà biết không? Trời ơi, mình mà hiểu rồi tức khắc cái cách giải quyết của vấn đề của mình là đặc biệt. Tại vì sao? Vì nó nằm trong tầm tay của mình. Mình là người đàn ông, cái tư duy phải rộng. Vậy thì mình không có sợ rằng là mình lép với đàn bà chứ. Tại vì cái tư duy mình hẹp quá, nên cuối cùng mình mới nghĩ mình sợ người ta cười là mình lép hơn vợ tầm bậy. Chấp nhận lép hơn vợ miễn gia đình hạnh phúc rồi thôi.
nhưng mà cái nào rõ ràng cái này. Nói là một tiếng nghiêm túc là vợ nghe liền không nói chứ. Thí dụ như giờ trong chùa này việc gì nhận đức làm cũng được. Việc trong chùa này việc gì nhận đức làm cũng được hết trơn ha. Lo lắng cho mấy cô, mấy chú, mấy cụ đồ từng ly từng tí. Nhiệt tình không có nói gì, lúc dễ dễ tính vô cùng, không có cầu người ta cung kính mình gì chứ. Nhưng mà lúc nghiêm túc nói một câu rõ ràng ra một cái là im re, không có nói vòng vo gì chứ ha. Còn cái lúc nào bình thường kệ không có sao, không quan trọng. Nhưng cái lúc gì cần giải quyết vấn đề nói một phát một thôi là phải nghe hết á. Nó nói vòng vo chứ. Đố mà những đức hợp mà có ai dám ý kiến tầm bậy lên á. Đố mà dám á. Nó rõ ràng không? Nhưng mà lúc bình thường rất là dễ tính, đi đổ rác, đi làm những chuyện vệ sinh xung quanh chùa sạch sẽ gọn gẽ. Nó bình thường gì đâu. Vậy thì mình người đàn ông mình đi làm về cực, mình cứ thấy vợ làm không kịp ở trong bếp cứ nhảy vô bếp bưng cơm đồ ra. Rồi mình thấy vợ giặt đồ không kịp mình giặt đồ phụ, cái tình cảm đó nó hâm nóng hoài sao mà vợ chồng xa nhau. Chứ mình đừng có ỷ bây giờ tôi là đàn ông nè, đi làm gì nằm dịp chân đồ hút thuốc phì phà, ly cà phê coi, coi bấm tivi coi đá banh đồ chơi coi. Tôi làm cực muốn chết mà bà ở nhà, việc nhỏ thôi. Cái này là cái góc độ tư duy kép. Mình có sanh được đứa con nào không? Mình có mang nặng đẻ đau trong bụng mà 9 tháng 10 ngày cái bụng trình bình đi ê. Mình có làm điều đó chưa? Mấy ông thử mà lấy cái gối cái mền gì mấy ông bỏ vô cái bụng không? Rồi mấy ông buộc lại một cục đó, 2 tháng mấy ông xách đi, ông đi tối ngày ngoài đường thử coi mấy ông sẽ biết. Người đàn bà người ta mang thai khổ làm sao gì đâu. Hiểu được rồi sẽ thương vợ chứ có gì đâu. Tự nhiên mình tôn trọng mình thương người ta thì người ta quý mình cái gì đâu. Người ta quý kính. Khi người ta quý kính mình rồi người ta muốn lo cho mình mà người ta muốn lo dữ lắm mà mình còn không muốn cho người ta lo nữa. Chứ đừng có nói mà đi cầu người ta lo cho mình. Người ta muốn lo cho mình mà mình không cho lo kìa. Quý vị coi trong chùa những đức nhiệt tình lo cho chúng á. Mấy cô, mấy chú ai cũng muốn lo cho những đức cả. Mấy cô lo lễ lọc mà muốn nấu ăn những đức ăn, muốn pha nước những đức uống mà những đức không chịu uống, không chịu ăn. Nghĩa là người ta đã quý trọng rồi là người ta muốn lo như vậy đó. Người nào cũng muốn lo cả. Vậy thì những đức phiên tất cả các ông đàn ông đừng bao giờ mình dùng cái danh nghĩa làm chồng mà mình đi xem thường vợ. Hoặc là mình nghĩ người đàn bà kém hơn mình, đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy người ta bắt phục mình lắm. Mình hãy làm tròn trách nhiệm hết lòng mình trong một gia đình đi. Dù là một bộ đồ của vợ mình cũng giặt, vợ bệnh đau mình giặt đồ mình lo lắng. Đi làm tranh thủ về, vợ hỏi ủa sao mà bữa nay anh về sớm gì? Tại vì em bệnh mà. Em bệnh anh phải về sớm. Rồi nấu cháo lau mình làm được hết. Mình là người đàn ông vậy làm sao vợ mình chán mình trời. Làm sao mà vợ mình chán mình. Người ta quý kính mình chứ làm sao chán mình. Chị nghe rất rõ ràng nghe không à. Tại vì những đứa đang học tập mà báo ơn báo quán đòi nợ trả nợ mà. Chị nghe rất rõ ràng đó. Đã là có duyên đến với nhau, có duyên có nợ. Đã là có duyên có nợ mới gặp, không có duyên có nợ sao gặp. Người ở đầu non, người ở góc biển tự nhiên vừa gặp nhau dính liền. Kỳ cục à. Nó trời sống ngộ quá trời. Cái thằng kế bên nó chọc chết luôn mà nhỏ này không thương. Vậy mà cái thằng ở đâu trên trời dưới đất ở đâu tự nhiên vừa gặp một cái chết dính. Sau này sống với nhau không hạnh phúc với nó trời ơi. Tôi biết vậy ngày xưa tôi lấy cái thằng kế bên nó thương tôi mà nó đeo đẳng còn hơn gì. Không biết sao mà lúc đó tôi vừa gặp cái mặt ông cái tôi thương ông mà đúng là cái mặt lụ đạn. Lúc đó đố mà chịu mà nghe ai nói cái gì đó. Có nhiều cô ở đây mà lúc mà gọi là muốn có chồng cái thằng là thích cái thằng đó đó. Cha mẹ nói tao coi dạy cái thằng này thấy không được nghe mày. Không sao đâu, ảnh được lắm. Sau này sống với nhau một hai đứa con rồi bắt đầu là lôi cái lỗi nhau ra để nói. Đây là cái lỗi lầm của mình tầm bậy. Mình đã chọn rồi tại sao mình lại là nói không phải người ta. Ngày xưa thương là cái gì cũng nhìn cái tốt đúng không? Thương là cái gì cũng là tốt, em tốt, anh tốt đúng không? Khi không thương rồi là đi tìm cái xấu ra, moi cái xấu ra. Nên mới nói là thương người thương cả lối đi mà ghét người, ghét cả tôn ti họ hàng là gì đây? Rõ ràng không? Tâm này không à. Tâm này mà ra nè, thấy chưa? Phiền phức lắm. Bây giờ tu học rồi, những đức cứ thường phiên người ta, đừng buồn, đừng giận, đừng hận, đừng trách ai. Những đức làm được nhiều phần trăm lắm mới phiên quý vị nhiều vậy đó. Nếu những đức buồn sao núi với bà già. Trời ơi. Mỗi ngày sống cho nó thông dong, bên đây nghe chạy qua đây, bên đây nghe chạy qua đây. Làm được đi rồi mới thấy nó tự tại. Quý vị coi nhà ta nuôi một bà già mà ta còn phiền phức. Vậy mà ở đây bao nhiêu trăm bà già, bên kia mấy trăm bà già, quý vị coi vậy mà ta im re. Im re chỉ đúng một cái gì thôi, bên đây nghe chạy qua đây.
bên đây nghe chạy qua đây rồi việc mình có làm cho tốt. Vậy đó mà nó im nhà, im cửa đó. Nè. Còn quý vị nghe nó không có chịu buông ra đâu, nghe nó tồn động lại. Nghe nó tồn động lại nó quay nhiều quận. Thí dụ như bây giờ á, mình thiếu nợ ông chồng một cái bát tai, có không có? Phật nói trong kinh Nhân Quả Ba Đời, tất cả một ngụm nước, một miếng cơm, một cái thương, một cái ghét đều là do định lực nhân quả đã sắp đặt sẵn mà. Chính ta đã gieo nhân và bây giờ gặp quả. Nên có thiếu nợ một tát tay không có? Thiếu nợ một tát tay vì mình đã từng tát tay. Nên bây giờ mình thiếu nợ ông một tát tay. Dù là thương thì thương, nhưng đúng ngày giờ, đúng đến lúc của nó là một tát tay sẽ đến với quý vị liền. Một tát tay, búp, bắt đầu nằm khóc suốt mấy tuần không nói chuyện, buồn không ăn được, không ngủ được, cứ khóc mãi vì một tát tay. Đúng là một tát tay nó đau có một chút đó là xong rồi, nhưng do đem để vào trong tâm để quay nhiều quận, để thấy cái tát tay quýnh liên tục giống như một mũi tên bắn trúng mình, nhưng mà mình tiếp tục buồn vì cái mũi tên đó nên bắn liên tục từng mũi tên mà bắn trúng chúng ta. Bây giờ chúng ta tu học rồi, một tát tay đã qua rồi, cho qua đi. Cái người đàn ông quý vị kích động vào tâm họ nặng đạn nhất là ngay chỗ nào? Quý vị không giận họ, chỉ đúng chỗ này thôi. Đó. Họ nói một lời sổ sàng với quý vị, nhưng quý vị là người đàn bà tập đừng nói lời sổ sàng lại. Người đàn ông như lửa, người đàn bà như nước. Vậy thì được. Nếu người đàn ông như lửa, người đàn bà như xăng thì nhà cháy. Mấy bà thì xăng nhiều lắm nên nhà cháy theo tôi hết trơn nha. Chồng nói vài câu bắt đầu là quăng quát, quăng quát lên nó, cái gì nó tức lên cái nè, cái mặt này đánh đi dù gì có không, có khi tức lên rồi trời ơi nhào vô đánh đi, ngon đánh đi, mày đánh tao đi. Đúng ra là đâu có muốn đánh, thật sự mà nói có người đàn ông cũng không muốn đánh vợ làm gì, mình sống với người ta mà đi đánh người ta đánh làm cái gì. Nhưng mà do mấy bà chọc tức, nè đánh đi cái mặt nè, đánh ngay chỗ này nè, chọc búp rồi ôm mặt khóc hù hù vô duyên ghê luôn á. Người đàn bà nó kỳ cục lắm, nó chọc tức lắm. Nên mình là người đàn ông mà gặp vợ mình mà như vậy bỏ đi, trời ơi nó sợ chết được luôn á. Mỗi lần mà chọc tức lên mình bỏ đi, mấy bả nhà mấy bả cô đơn chết được luôn á, cô đơn lắm, sợ lắm. Vì không nói đến mà bỏ đi, trời không biết đi đâu ở nhà. Trời ơi, không biết đi đâu mất tiêu. Trời. Nà, cứ nhìn ra cổng biết về chưa. Vậy mà gặp người ta về cái tự nhiên nằm là bộ ngủ. Vô duyên. Trời ơi, nó kỳ cục như vậy đó. Nên trời ơi, người đàn bà nóng lạnh thất thường, mưa nắng thất thường lắm. Gọi là chiều người đàn bà là chắc mình chết. Vậy mà cái cách nào chiều được? A Di Đà Phật chiều được. Vì sao bà nói gì cũng A Di Đà Phật. Bà nói gì cũng A Di Đà Phật. À vậy cũng A Di Đà Phật. Nhưng mà cái lúc cần nói mình nói vài câu bà nghe lắm nghe. Đàn bà nó ngộ lắm. Cần nói vài câu lúc cần nói là nghe lắm nghe. Đàn bà đàn ông gì lúc bên cạnh nhau mà nói chuyện nghe lắm. Mình lựa những lời đặc biệt nhất đi, đừng có nói cái lúc mà nó ồn náo lu bu. Cái lúc mà trầm tĩnh nhất á, quý vị chọn lúc nào trầm tĩnh nhất? Đang ở trong phòng ở bên nhau á. Lúc đó tâm sự. Không, mình tâm sự lúc đó trời nó ấn tượng mà nó nghe kinh khủng lắm. Nghe dữ lắm. Nó quan trọng lắm quý vị, là nó tạo thành một gia đình hạnh phúc, nó có nhiều yếu tố lắm. Để mà mình nhận thức á, rồi mình khi hạnh phúc được mình mới dạy con mình được chứ. Bây giờ vợ chồng mà quýnh lộn nhau sao dạy con? Không lẽ dạy con quýnh lộn. Thấy không? Đó, nên quý vị về đây quý vị nghe những Đức nói chuyện ha. Những cái điều những Đức nói nó phải xác thực trong cuộc sống không? Nó xác thực trong cuộc sống rõ ràng đó. À, nên mấy ông mà nghe gì rồi mấy ông cảm thấy thương vợ lắm, rất là thương. Không? Và mình là người đàn bà hay người đàn ông, đừng có tâm bước thêm bước thứ hai nghe chưa. Nhớ nè, cái tạo nghiệp mà tổn phước lớn nhất mà mình là đàn ông mà đi làm xa, mà bây giờ mình lại ở bên ngoài, mình quen biết người đàn bà khác, mình gần gũi chăn gói, mình trốn vợ mình. Quý vị biết rằng nó đã tổn phước rồi là tự nhiên nói vợ nói con không nghe nữa à. Nó tổn phước rồi sự nghiệp quý vị tự nhiên nó
nó tan thành sự nghiệp tan nát hết. Còn mình là đàn bà mà mình đi ra ngoài, mình đi làm mà mình son phấn đồ quá trời luôn, rồi đàn ông nó theo mình, nó chọc ghẹo mình, tự nhiên mình động tâm, rồi có khi rủ đi ăn uống, đi uống cà phê, đi karaoke, mình đi tầm bậy. Tầm bậy, cái đó là tầm bậy rồi đó. Đừng có nói đùa nghe không. Lửa gần gươm lâu ngày cũng ché. Đừng có nói đùa đó nghe chưa trời. Nên mình phải giữ cái nghiêm túc của mình đi, thì tức khắc cái phước duyên của mình, nó gia đạo mình nó hạnh phúc liền à. Thấy không? Nó nên nghe gì rồi, mỗi một người có vợ có chồng nên giữ cái hạnh phúc gia đình. Bây giờ chồng không biết tu, mình biết tu quý con. Mình biết tu mình luyện mình trước đi. Mình luyện mình đi. Thí dụ như ngày xưa mình không biết tu, mình nói chuyện nó sẵn lắm. Mình khi mới cưới về nói chuyện ngọt lắm, anh em rồi ngọt xớt rồi đúng không? Vậy mà có một hay mặt con có khi nói chuyện, có khi tức lên cái mày tao mày tớ vô duyên ghê. Mày tao kỳ cục quá quý vị ơi. Bây giờ mình biết tu mình nói chuyện nhỏ nhẹ đi. Mình là đàn bà như nước mà mình nói chuyện nhỏ nhẹ đi quý vị, tập đi. Nếu như mà quý vị đi đến đây tu mà về làm vợ, mà làm vợ ngoan đàng hoàng nha. Đố mà quý vị đi tu mà có ông chồng nào cản quý vị nè. Có ông chồng nào cản nè. Còn cái kiểu á, mà đi đến đây chỉ có thích chùa này mà không chịu đem cái đạo pháp để áp dụng trong gia đình mình á, mà cứ là muốn phóng đi đến chùa này không, thì tức khắc ông chồng cản liền. Tại vì thấy con vợ mình về nhà nó không có cái lợi ích gì làm vợ đặc biệt hết, mà nó muốn phóng đến chùa này không là do ông thầy này dụ dỗ. Nó ghét nhận đức rồi chứ không nói gì chứ nha. Đây là cái tác dụng phụ nguy hiểm vô cùng, thấy chưa. Nên có những người hướng dẫn ngộ thai, hướng dẫn làm cho người ta dính mắt mình, đây là cái tự đem đá mà chắc lên người mình tầm bậy. Những đức hướng dẫn đố mà có ai chạy theo, chỉ nghe đạo thôi chứ không có chạy theo. Dù là chưa đi đến đây, ở nhà cũng bấm lên cái trang của mình để mỗi ngày nghe pháp. Vì sao? Vì họ nghe như vậy để họ áp dụng họ tu thôi. Mình đừng có nói mà có cái tâm mà cho người ta chạy theo mình. Chạy theo mình là phiền phức lắm á, rất là phiền phức. Chồng người ta có ngày nó cầm dao nó chém mình đứt đầu luôn không? Vợ tôi từ từ mà nó cứ nhắc ông không à, thì chồng nó ghét mình, nó quýnh mình chứ làm sao. Hiểu không? Mình phiên vợ người ta thương người ta, chung thủy với người ta đi. Ông chồng ông nghe ông cũng thích nữa đúng không? Ai mà không thích vậy. Chứ gặp mà bây giờ vợ mình mà tối ngày nó cứ nhắc ông thầy, thầy gì, thầy nói chuyện vui ghê, nói chuyện nhỏ nhẹ, thoải mái ghê. Tôi về tôi gặp cái mặt ông là thấy mắc ghét. Thì tức khắc ông chồng cũng phản cảm với mình chứ làm sao. Còn bây giờ vợ người ta đến đây học đạo về, nói chuyện với người ta đàng hoàng, nhịn người ta, nhẫn, không có nói chuyện hỗn ẩu. Nhất là mình đàn bà nghe, kiểu mà chửi con mà chửi những cái câu này tội nặng lắm này. Cái mặt mày giống thằng cha mày quá à. Mặt mày giống thằng cha mày ghê luôn. Cái mặt mày chưa phải là giống cha mày không, mà giống ông nội mày. Rồi nói những cái câu này nó tội nặng, đừng có nói nữa. Nhất là mấy bà dưới quê ưa dùng những câu này. Thành thị thì dùng trong nhà, ra đường thì làm bộ là trí thức mà đâu có dùng. Nhưng mà vô nhà dùng, vô nhà lại chửi á. Còn dưới quê là chơi xả láng ngoài đường luôn. Nói chuyện tầm bậy tầm bạ luôn, nói chuyện hỗn ẩu, nói chuyện tông tiểu. Có không? Có đó. Hồi xưa dưới quê mà những đứa gặp có nhiều bà nói chuyện tông tiểu lắm. Nó chửi con mà chửi mặt mà giống thằng cha mày quá. Đúng rồi, cái mặt nó mà không giống thằng cha chắc cô cũng sưng mỏ quá. Nó mà biết trả lời nó nói đúng rồi, cha với mẹ sống với nhau sanh con mà kêu con không giống cha. Con mà không giống cha là mẹ bị đánh theo tu. Mẹ nói đúng rồi đó. Nó rồi thằng cha thì chửi mặt mày giống con gái mẹ mày quá, chửi vô duyên. Nó rồi chửi lên bên ngoại nữa, ngộ ghê luôn á. Đàn bà thì chửi bên nội, còn đàn ông thì chửi bên ngoại. Lãng không? Cuối cùng đứa con trước giữa, đứa con cũng không biết xử lý làm sao nữa. Trời ơi, vì mẹ mình chửi bên nội, ba mình chửi bên ngoại, vì mình chửi ai đây? Mình chửi ông bà. Nó quý vị thấy chưa, báo ơn báo quán đòi nợ trả nợ, thấy chưa quý vị? Đừng có chửi con tầm bậy như vậy nghe chưa. Nó nên mình nghe đạo đức giáo dục rồi mình phải chỉnh lại đi. Đừng có dùng những cái văn tự mà để chửi hai bên, cha mẹ hai bên. Mình là vợ chồng đến với nhau là tôn trọng cha mẹ hai bên chứ làm gì chửi cha mẹ hai bên. Muốn gây dựng một gia đình hạnh phúc thì cặp vợ chồng này phải bổ túc được cha mẹ hai bên. Cha mẹ hai bên là một cái nguồn gốc để cho cặp vợ chồng này có thể hạnh phúc dài lâu. Nếu cặp vợ chồng này chỉ có biết làm ăn kiếm tiền mà không biết bổ túc gì chữ hiếu đối với cha mẹ hai bên thì đôi vợ chồng này rất dễ chia tay. Vì nó không bổ túc cái nguồn gốc đối với cha mẹ hai bên,
thì nó không có cái cánh để mình chịu. Nên khi đụng chuyện một cái là hai vợ chồng chia tay ly dị liền, không nói chứ người ta cũng không đụng vô luôn. Còn mình á, hiếu với cha mẹ hai bên thì có cái gì còn người lớn ra mặt. Đó là nguồn gốc mà. Thí dụ như bây giờ mình thương chồng là nhờ cha mẹ bên chồng nuôi chồng khôn lớn để có chồng cho mình thương. Mình thương vợ thì nhờ cha mẹ vợ nuôi vợ mà có vợ hôm nay mình được thương. Nên mình dù cỡ nào một năm cũng hai ba lần dẫn con về bên nội, về bên ngoại, để con mình biết được nguồn gốc rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới cấm được cái gốc mà hiếu đạo. Như vậy thì gia đình mình mới có thể có được hạnh phúc. Không? Rõ ràng, đừng có bỏ cái chuyện này nghe chưa quý vị. Đừng có bỏ cái chuyện này. Rồi có nhiều bà trời ơi, khi mà lúc còn con gái thì ăn diện đồ quá trời mà gọn ghẻ. Khi mà có chồng mà có một đứa con, một cái mấy bà bày hày, có những bà bày hày dữ lắm luôn. Rồi ôi cái chuyện mà những đức mà ngày xưa mà dưới quê mà thấy mà cái kiểu mà đang ngồi ngoài chợ hay ngồi ngoài đường hay ngồi gì, ở trong nhà mà ngay cái cửa nhà mà tự nhiên con khóc, tự nhiên cái dạch cái vú ra cho con bú. Cái này là nó quá bày hày luôn. Dù là mình người đàn bà đã có con rồi nhưng mà cái chuyện cho bú đó mình phải kỹ lưỡng. Vô phòng hay ngồi chỗ nào, quay vào chỗ nào cho nó kỹ lưỡng đàng hoàng. Chứ không phải là mình dạch ra trước mặt bao nhiêu người. Trong nhà mình vẫn còn cha hoặc là anh em bên chồng, mình phải kỹ lưỡng cái chỗ này chứ. Mà người đàn bà như vậy nó bày hày thì người đàn ông nó cũng dễ bỏ mình. Người đàn bà dù xấu mà nó gọn ghẻ thì người đàn ông người ta cũng mến mộ thương yêu. Dù là mình tu thì tu, đừng có diễn quá đáng. Gọn thì phải càng gọn. Chứ có nhiều bà tu buông xả rồi, thầy con giờ có buông xả rồi, tóc tay bùm xùm như con ma vậy, chồng con bỏ con luôn rồi. Thua rồi. Buông xả là buông xả cái tình chấp. Ai kêu quý vị mặt mày tèm nhem túc chuốt như con mèo? Không ai kêu như vậy đâu quý vị à. Nhớ là những đức nói rất là rõ ràng. Nên mình là người đàn bà nó phải gọn ghẻ. Nó có một lần những đức nói, ôi có những bà đi đến chùa tu hành gì đâu mà bay hay bể sể. Đi vô chùa cho vậy nó không có hay ho gì đâu. Mình là người đàn bà dù là ăn ngồi nằm đứng gì nó cũng phải gọn ghẻ. Mình phải tập. Thí dụ như mình đừng có nghĩ rằng bây giờ mình có chồng rồi nằm tàm phè tắt phét nằm ngủ. Mình ở ngoài đời mình ngủ mình có cái mền mình che ngang cái bụng mình, ngang cái ngực mình tới cái bụng dưới của mình. Đó là cái lễ của người đàn bà khi nằm ngủ. Không phải nằm ngủ ở đâu người đàn bà cũng nằm ngủ tùy tiện được, phải không? Đó là cái lễ mà. Còn đi vô chùa dù có nằm chút chánh điện đi chăng nữa mình cũng phải quay chân ra bên ngoài, quay đầu vô bên trong. Mình nằm trong chánh điện đó là kẹt quá, mình phải nằm, nhưng mà mình phải nằm cho nó nghiêm túc. Chứ không phải nằm tầm phơ tí phèo rồi nóng quá đưa bụng ra. Trời ơi, này là quá đáng quá, phải không? Cái lễ cần học chứ. Hay cần sử dụng. Một con người mà nó có lễ tức khắc nó tốt, còn vẻ đẹp lên. Một con người mà tự nhiên nó tầm phè tới phết mà nó không có lễ phép gì tức khắc nó xấu đi à. Nó gọi là cái giới lực tạo trang nghiêm. Con người mà không nghiêm túc thì tức khắc là xấu xí. Các vị nghe bữa nay những cái buổi chia sẻ này đúng là nó có nhiều người cũng ông thầy nói sao dính ngay tôi chào. Mình là người đàn bà có khi mình ngồi trước mặt đàn ông không phải là mình ngồi theo mùa nước lũ nghe chưa. Ai đau chân thì cứ thẳng chân ra đi. Cho thẳng chân đó. Thấy không? Thẳng chân ra so chân đi. Ví dụ như trước mặt bao nhiêu người đàn ông đám giỗ, đám cưới gì ngồi làm, ngồi chồm hổm, mình kiếm cái ghế gì mình ngồi. Hoặc là mình ngồi xuống mình xếp bằng đại một chút đi. Chứ đừng có cái kiểu mà trước mặt đàn ông mà ngồi chồm hổm mùa nước lũ. Trời ơi. Thấy không? Ngồi mùa nước lũ biết không? Đó. Nó có nghĩa là mình chỉ cần kỹ lưỡng một chút thì tức khắc nó tốt cái vẻ đẹp của người đàn bà liền nói chứ. Dù cho là chồng mình đi chăng nữa mà không có được lúc nào anh cũng thương em tùy tiện đâu. Lúc nào cũng thương em, muốn thương ở đâu là thương không có được đâu nghe. Phải giữ cái sĩ diện cho nhau chứ. Theo mình là đàn bà vậy đàn ông trời nó kính mến dữ lắm luôn. Chứ không phải rằng là bây giờ mình làm vợ rồi ở đâu cũng cho hung hết trơn á. Mình phải nói chồng mình chứ, anh à không có được như vậy, vợ chồng là cả đời. Chứ đâu phải một ngày một bữa như ngoài chợ đâu. Mà tự nhiên ở đâu anh cũng muốn hung là hung kỳ cục như vậy. Còn chạy xe ra đường thì mình là dù là vợ chồng nhưng mà nó phải nghiêm túc. Chứ không phải chạy xe ngoài đường rồi đưa tay cho chồng đồ nắm đồ vuốt ve chạy trên xe nó té xe có ngày gãy cu cổ mà chết. Trời ơi cái gì nó cũng phải rõ ràng, nơi nào ra nơi nấy chứ. Mình đàn bà mình chỉnh người đàn ông nhưng người đàn ông nó sợ mình lắm.
Tại vì mình kỹ quá, mình có sự tôn trọng chứ, thấy không? Còn cái lúc nào thương thì cho thương, còn cái lúc nào mà có trước mặt bao nhiêu người là không có được tầm bậy. Chứ không phải là vợ chồng mà gọi là đi làm cái chạy vô anh hung cái đi làm vô gì học thêm phương Tây hả? À, cái phương nó đừng có học theo má công nó đi. Mình làm vậy giết nó ngán lắm, cái nụ hung mình trời nó chán cái mặt của bà không đi ra chỗ khác nó hung cái gì. Mệt chết, hung hoài chán muốn chết luôn, đúng không? Còn mình nó dè dặt một chút thì người ta hung hoài người ta cũng không chán nữa. Nó nên chứ đừng bao giờ nói rằng bây giờ có chồng rồi bày hày mình mẩy hôi hám không tắm rửa, trời ơi trời chắc chết quá. Nó đi ra ngoài nó nói chuyện với mấy con nhỏ bán quán cà phê sao thơm phức rồi nó ham, cuối cùng nó bỏ mình là do chính cái hành động mình không biết cách để giữ chồng. Dù là mình có chồng rồi mình cũng phải gọn ghẽ sạch sẽ, đừng có quá đáng thôi, nghe không? Cả ngày làm việc thì làm việc, đi về nhà một cái là sạch sẽ, người đồ đạc bộ đồ nào bạn ngủ là bạn ngủ sạch sẽ gọn ghẽ, chứ không phải là đi làm gì rồi tầm phơ tí phèo rồi không tắm mình mẩy dích dịch nằm kế chồng, chồng nó thấy hôi hám nó gớm, cuối cùng nó lỡ người ta thơm nó thích nó bỏ mình, hiểu không? Đây là những cái điều mà cái lễ phép khi con người sống với con người mà cung kính đó quý vị, cung kính là như vậy đó. Cả người đàn ông mình cũng vậy nữa, chứ đừng có nghĩ rằng sống với vợ quen rồi bây giờ mình bày hày ăn nhậu vô ói mửa rồi hòa hơ gớm. Mình biết cái hơi của mình chứ. Nên từ nơi đó mình phải biết như vậy thì mình sống đặc biệt lắm. Thí dụ như giờ mình nói chuyện đi, mình đưa cái miệng mình sát cái mặt người ta coi cũng không được. Lâu lâu những đứa nhờ mấy chú rế tụi tay dùm, những đứa không dám thở, sợ cái hơi của mình nó hôi thối rồi sao ai biết được, nên không dám thở. Lâu lâu quay qua chỗ khác thở một cái rồi nín, rồi móc lỗ tai một chút đi xíu một chút mà. Không dám vì sợ thở vô mặt người ta, sợ người ta hôi thì sao. Cái tâm như vậy đó à, mình phải tập như vậy đó quý vị. Những đứa cũng 40 tuổi rồi bộ còn trẻ gì nữa đâu. Nên phải tập như vậy, đó là cái lễ đó. Rồi người đồ nó phải sạch sẽ, đàn ông cũng vậy nữa. Thì tức khắc giữa vợ chồng sống nó có một cái lễ kính với nhau đặc biệt lắm quý vị. Sống hạnh phúc đặc biệt lắm. Tóc tai râu ria đồ mình phải cạo cho sạch. Mấy ông hung người ta cái râu mấy ông nó cứng như là kẽm vậy đó, hung lũng mặt con người ta hết làm sao. Dù là mình lớn bốn mấy năm mươi tuổi lâu lâu cũng hung vợ, đúng phải cạo râu cho sạch sẽ, thấy không? Đi ngủ phải đánh răng đồ sạch sẽ vậy đó. Trời trời nói này kỹ quá trời, còn hơn mẹ vậy con. Nghe ở dưới không biết trong lòng cảm giác làm sao, quá kỹ luôn quý vị, thấy không? Nó như vậy thì quý vị mới thấy được rằng là chúng ta có nhiều cái lỗi lầm mà tại sao gia đình không hạnh phúc. Chứ đúng ra là sống với nhau vợ chồng là hạnh phúc chứ sao mà không hạnh phúc được. Nó có nhiều cái mà chúng ta cứ bỏ bê bậy bạ mà chúng ta nghĩ rằng nó là đơn giản, nhưng không ngờ nó là những việc rất quan trọng của cuộc đời con người quý vị. Rất là quan trọng. Nó nên niệm Phật giảng sanh là phải giảng sanh thôi. Nhưng con người đang sống với con người, nên chúng ta phải sống làm sao cho nó đặc biệt, để người ta thấy mình học Phật càng học nó không phải đi vào tiêu cực. Học Phật làm sao đi vào tiêu cực, Phật Pháp đi vượt qua thời đại mà. Khi mà cái sự phát triển của xã hội về khoa học chưa phát triển là Đức Phật đã biết rõ về phát triển của khoa học bây giờ sao hết rồi. Nên chúng ta mới nói là Phật Pháp đi vượt qua thời đại. Nhưng quý vị học Phật mà chúng ta bị tiêu cực là thua rồi quý vị. Tiêu cực là thua rồi. Tiêu cực là chúng ta sống nó quá khứ là nặng nề với cuộc đời này, vậy là chúng ta thua. Không đúng đâu. Quý vị biết những đức học Phật, càng học Phật thì càng thấy thích thú và thấy nó là một nền giáo dục tuyệt vời mà sống tuyệt vời lắm. Cái gì cần xài tiền là xài thoải mái, cho người ta chứ không phải xài cho mình. Chứ không có keo kiệt một chút nào hết trơn quý vị. Nên từ nơi đó người ta mới đến với mình chứ. Quý vị biết rằng khổ quá làm sao mà tu. Quý vị kêu người ta đến một cái đạo tràng niệm Phật, bây giờ gia đình người ta không có cơm gạo nấu thì sao người ta chịu đi đến đây để người ta nghe Pháp, người ta niệm Phật. Trong lòng người ta nghe Pháp niệm Phật mà người ta cứ nghĩ gia đình bây giờ không có cơm gạo ăn, khổ quá không thể nào tu. Mà giàu quá sung sướng quá, giàu quá sung sướng quá thì hưởng thụ cũng không chịu tu luôn. Vì sung sướng quá đi tu làm gì. Nên cái người tu là người chung chung. Có những người người ta giàu nhưng người ta đủ phước đủ duyên người ta cũng tu. Có những người người ta nghèo cùng cực nhưng đủ duyên đủ phước cũng tu. Nhưng mà cái mặt chung chung là có thể tu được. Chung chung là tu được.
Nên đó tại sao mà Đức Phật thị hiện ở cái cõi đời này? Vì cõi đời này có nhiều người khổ nên Đức Phật mới đem cái giáo pháp giải thoát nói người ta nghe. Chứ Đức Phật không có sanh ở cái cõi chờ người ta sung sướng quá. Nên có khi Đức Phật nói cái pháp giải thoát người ta không nghe. Người ta đang sung sướng quá mà bây giờ nói người ta giải thoát cái gì? Người ta nghĩ người ta đang giải thoát rồi mà nói giải thoát làm chi nữa? Nên sanh ở cõi người nó có những cái giai cấp trong cái thời Ấn Độ đó đó. Có nhiều giai cấp người ta khổ, người ta đàn áp với nhau nặng nề. Nên Đức Phật mới nói cái pháp giải thoát, nói cái pháp công bằng. Người ta nghe, người ta tiếp nhận. Mà Đức Phật lại sanh trong cái dòng tộc vua chúa có uy quyền, mà Đức Phật buông xuống, Đức Phật tu hành thì mới nói người ta được. Chứ nếu như Đức Phật mà sanh trong cái dòng Thủ Đà La, Đức Phật nói người ta không nghe. Người ta nói Đức Phật là cái dòng hạ cấp, nói người ta gì? Mà Đức Phật sanh trong cái dòng Sát Đế Lị là dòng vua chúa có uy quyền, Đức Phật buông xuống hết. Đức Phật đi tu, Đức Phật mới nói là tôi có tất cả, mà tôi biết rằng cái cuộc đời này vô thường nên tôi buông xuống hết, mà tôi tu hành thì người ta tin. Nên quý vị phải nhớ rằng đó, mình cái cuộc sống được được một chút nên mình đi tu còn có thể. Chứ nếu mà một gia đình mà quá khó khăn cái chuyến này mà đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vì rủ người ta có khi người ta không đi. Hoặc là người ta muốn đi lắm mà nhà người ta khó khăn có tiền, thì quý vị nói rằng thôi chị đi đi, tôi bao chị cái vé xe nha, chị đừng có ngại, tôi bao chị cái vé xe cho chị đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Không phải đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm cho mình gì, nhưng mà mình đổi cái tâm lại. Cái tâm con người chúng ta nó bất an quá, bây giờ mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình niệm A Di Đà Phật để nó an tâm lại. Nó an tâm lại thì cái trí tuệ mình nó mới phát triển, tại vì nó bình tĩnh nó mới phát triển trí tuệ. Còn nếu không thì nó bế tắc. Con người nó khổ nhất là nó bế tắc cái tâm mình, quý vị, nó bế tắc. Quý vị coi có khi một gia đình không biết tu, nhà có bệnh hoạn tự nhiên chạy đôn chạy đáo như con gà mắc đẻ đó. Hoặc là nhà có người mắc, bắt đầu mình chạy lăng xăng, mình không biết bắt nguồn từ cái đầu chỗ nào để mình làm. Đó là nó quản trí mình, nó không có làm được cái gì chứ. Nên con người cần là bình tĩnh, quý vị. Nó bình tĩnh nó mới giải quyết được vấn đề. Thí dụ như mình chưa từng gặp người bệnh, người chết nhiều, mình gặp cái mình sợ lắm, mình không có giải quyết được vấn đề gì. Còn ở chùa làm hoài, nên khi người bệnh cái tự nhiên vừa gặp cái bình tĩnh, mình kêu thôi bây giờ sắp xếp gì. Rồi bắt đầu người ta mắc cái, bắt đầu tập trung niệm Phật cho người ta, bình tĩnh niệm Phật, từng nhóm người vô niệm Phật cho người ta. Nghĩa là nó rất là bình tĩnh, khi nó bình tĩnh nó mới giải quyết được vấn đề. Quý vị phải nhớ rằng là cái cõi đời này không có cái gì mà mình không giải quyết được, chỉ có cái là mình không bình tĩnh, mình không có giải quyết được vấn đề thôi. Thật sự mà nói cái nghèo đến mức cùng cực cũng quý vị chưa thấy ai mà nói cái việc mà nghèo mà đói chết ấy. Nghèo đói chết không thấy, ít lắm. Cái việc mà nghèo đói chết quý vị thấy ít vô cùng. Dù có nghèo chứ không có chuyện mà đói chết đâu quý vị à. Tại vì con người nó nhiều, con người nó chung tay, không người này giúp cũng người kia giúp mà. Nên cái việc mà nghèo chết không có đến nổi đâu. Nên đừng có sợ. Sợ nhất là đến cái cõi đời này mà không biết tu mà đến chết nó mới khổ. Không biết tu nó đi đọa lạc nó mới khổ. Chứ nghèo mà chết thì hiếm lắm. Đừng có sợ. Đừng có sợ nghèo mà chết. Đừng có sợ đói mà chết. Không có đâu. Không có chuyện này xảy ra đâu. Quý vị đói là có người giúp quý vị à. Yên tâm đi. Không có để cho quý vị chết đâu. Đừng có lo. Có nghèo quá không có gạo nấu vô đây. Vô đây tu. Chùa mình mới phải già. Mỗi ngày có cơm ăn áo ăn là tu bình yên, khỏi cần lo. Trong túi không có đồng bạc nào chứ, có khổ gì đâu quý vị. Nó cũng như những đức đi đâu ra ngoài, trong túi những đức có cắt bạc nào đâu. Nó cứ đi tịch tàn tan vậy đó. Nó từ nơi đó mà trong túi nó không có tiền, nó không có lo nghe, không có nghĩ ngợi nghe. Như quý vị bây giờ mà trong túi đang có tiền nè, nghe những đức nói với thầy báo mà đông người gì coi chừng bị móc túi cũng sợ. Thì cũng gờ cái túi rồi sao. Lúc trước mà mấy bà cụ già mà mới vô chùa mà lúc đó chưa có đưa lên quy định mà cái kiểu mà dẹp hết tiền quý vị. Trời ơi, bà đi tu ở chánh điện gì cái là bà tranh thủ bà về mở cái tủ ra coi tiền còn đủ không. Nên kinh nghiệm từ từ mới gọt mới dẹp hết. Mấy bà già mới tu được cái trời. Còn lúc trước mà ngày xưa cũng chưa có bỏ điện thoại quý vị. Mấy bà đi tu về cái mà ở trong chùa nghe, đi tu về cái là cầm điện thoại mỗi bàn cái, đi ra gốc cây hay là trước sân chùa đi vòng nghiêu ngao cầm điện thoại. Làm sao rồi con? Nhà cửa làm sao rồi con? Mấy đứa cháu của mẹ làm sao rồi con?
không? Cuối cùng mình đi vòng vòng, mình thấy, mình nghe, mình để chú ý, mình quan tâm, mình cứ gọt từ từ gọt hết chứ. Đó đâu. Có nghĩa là từng công đoạn mới thấy ra, mới làm được. Rồi quý vị biết rằng là lúc trước nha, chùa mình có một cái tủ thuốc quý vị, sáng nào cũng 20-30 bà mấy bạn. Mấy bà kéo qua, mấy bà khám bệnh suốt 20-30 bà đó, bà làm hoài. Sáng nào bà cũng qua, bà đo máu, bà đo này đo kia, đo huyết áp làm sao á. Rồi những đứa bắt đầu là giảm bớt 2 ngày bình thường, giảm bớt 3 ngày bình thường, giảm bớt 4 ngày bình thường, những đứa giảm luôn 6 ngày bình thường, còn có ngày chủ nhật cuối cùng những đứa cắt luôn, bình thường luôn. Bây giờ không thấy khám bệnh gì, cũng sống bình thường, khỏe re. Thấy không? Nên cái nhân tố con người chúng ta có khi mình mang cái bệnh, cái bệnh tâm nó ghê lắm nha quý vị. Ví dụ như bây giờ tôi bệnh nè, tôi đi đâu bác sĩ cũng dặn cầm thuốc theo uống hết chứ. Cái tâm mình nó nghĩ rằng là đi đâu cũng phải cầm thuốc theo uống. Nó cứ cầm bịch thuốc theo, đi đâu cũng cầm theo, hoặc bàn chai dầu, đi đâu cũng xức chai dầu. Còn là ấy chai dầu à. Còn có những người thì cái cây hít đó vậy, cái hít đúng không? Bỏ tôi. Thành quen không? Quen chứ trời. Nó quen chứ. Nó quen thành cái hít vào chai dầu luôn đó. Cũng như ba những đứa ngày xưa ông ghiền trà. Mỗi lần mà sắp sửa hết trà mà chưa mua là ông bực bội lắm. Ghiền trà. Còn có những người bị thấy ghiền rượu không? Ghiền rượu nữa. Có những người ghiền cà phê không? Có ghiền cà phê nữa. Ở đây có ai ghiền cà phê không? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Trời ơi. Trong chùa khu vậy đó. Nhưng mà đúng là cái cà phê này ghê. Bởi vì ta nói mới là cà phê. Nó phê. Ghiền ghê thiệt chứ. Từng cho mấy bà già uống cà phê một lần. Những đức thử á, có những từng làm đủ người một chén, sắp sửa một chén. Rồi có những từng những đức cho pha dư một chút, khi người nửa chén xong cổ phần vậy rồi mà cho đi gót á, gót thử coi bảo uống nữa không. Hỏi cụ nào uống cà phê nữa không. Ôi. Trời ơi. Gót bảo uống hết trơn. Hỏi sao? Cà phê ngon. Vì sao vậy? Tập thành quen. Nhớ nè, tập uống trà ghiền trà, tập uống rượu ghiền rượu, tập hút thuốc ghiền thuốc, tập đi chơi ghiền đi chơi. Có nghĩa là tập cái thứ gì quen cái nấy. Tập thích bỏ tiền trong túi, thành quen bỏ tiền trong túi. Khi trong túi sắp sửa hết tiền là buồn, có không? Buồn liền. Có những người mà tiền trong túi sắp hết là buồn. Còn những bà già mà để cho tiền trong túi lặng quen đó, nghĩ rằng mình già mình lỡ bệnh hoạn có tiền mua thuốc liền, mà trong túi bả mà sắp sửa hết tiền là bả bệnh luôn. Bả bệnh là bệnh hết tiền. Có không? Có nữa. Người già có những người bệnh hết tiền nữa đó quý vị. Bởi vì mà cho tiền cái nha, chưa xài nhưng mà lặng trong túi thôi cũng vui nữa. Nên có những người làm con hiểu tâm ý của cha mẹ, lâu lâu đến gặp cho tiền chút đỉnh bỏ túi. Bỏ túi thôi không có xài nhưng mà vui lắm. Vậy đó nghe mà cứ nhắc đứa đó hoài. Trời ngay sao lâu quá không thấy nó đến nha. Tại nó đến nó cho tiền. Nó thành cái bệnh đó quý vị. Nó nên quý vị biết rằng là mấy trăm bà già mà những đứa gọt hết trơn nó không đơn giản đâu. Nó phải có thời gian lắm mới gọt hết. Mà khi mà gọt hết bà vui rồi bà mới có cái cảm giác u thì ra là ông thầy này ông làm cách này là mình lợi ích. Khi mà những đứa gọt hết chuyện tiền bạc và ăn uống dụng dằn của mấy bà già khỏe luôn đó quý vị. Hết bệnh á. Những đứa nói cho quý vị biết nghe quý vị mà nhiều thứ bệnh mà dính nghe là quý vị bệnh nhiều lắm. Ví dụ như ghiền cà phê, không có cà phê nó bệnh đó. Không có cà phê là cà phê. Không có thuốc cũng gì nữa. Không có thuốc mà kiểu mà tự nhiên hết thuốc rồi đó quý vị. Tự nhiên trời ơi lạnh gì đâu, điếu thuốc kéo dài ngao coi. Ấm gì đâu nghe thuốc. Có nó đó quý vị. Trời ơi nó ghiền á, không có giỡn đâu. Rượu cũng vậy nữa. Không có rượu nó rung vậy nè. Người mà ghiền rượu nó rung vậy nè quý vị. Những đứa ngày xưa uống rượu dữ lắm mà chưa đến nỗi ghiền rượu như vậy. Còn có những người mà ghiền rượu đến mức cực điểm nó rung đó, không? Uống trà cũng ghiền, hút thuốc cũng ghiền, cái gì cũng ghiền hết. Tập là thành ghiền. Chỉ có một môn mà quý vị có thể ghiền mà không có tác dụng phụ, đó là ghiền niệm Phật. Không? Đó. Ghiền niệm Phật nó sẽ hóa giải những cái bệnh ghiền khác.
Còn những cái bệnh ghiền khác nó nằm trong lục đạo luân hồi lôi kéo khổ đau. Còn ghiền niệm Phật là nó đi sâu vào giải thoát. Câu Phật hiệu nó tích lọc tất cả những thứ ghiền trong nội tâm chúng ta ra sạch hết. Khi câu Phật hiệu mà nó quay trong nội tâm mình, nó rửa sạch thân tâm những cái thứ mà bẩn mà dính mắc cõi đời này, nó rửa càng rửa chừng nào thì cái trí tuệ hiển lộ từ tự tánh nó hay hiển lộ lên mạnh liền. Quý vị biết rằng ngoài đời những đứa có nhiều thứ ghiền, mà những đức ngộ nghe ngoài đời nghe, những đức thấy người ta ghiền cà phê, những đức không tập nghe, không ghiền cà phê là điều thứ nhất nè, không hút thuốc là điều thứ hai nè, những điều này những đức không bị dính nè, không uống cà phê, không hút thuốc nè, không ăn vụn vặt, những đức nói đàn ông mà ăn vụn vặt bất cỡ quá, ăn mà cái kiểu mà cõi ỏi cốc đồ rồi bánh ngọt đồ, những đức nói đàn ông mà ăn gì nó kỳ cục vậy lắm, riêng những đức nghĩ vậy nên những đức không có tập ăn vậy. Ngày xưa những đức sống với thành phố 11 năm, đi qua đi lại một cái chỗ mà nó bán kem chuối, mà ngày xưa dưới quê mà cái kem chuối mà mình lâu lâu mua được cái ăn mình ham lắm, thèm ăn cái kem chuối. Còn vậy mà 11 năm đi ngang đi lại, đi qua lại qua lại vậy mà muốn ăn mà tuyệt đối không ăn, tại vì thấy ăn cái kem á, cầm ăn mà kiểu nó mắc cỡ, nó kỳ cục gì đâu, nghỉ ăn luôn. Vậy mà 11 năm không ăn cái kem luôn. Có nghĩa là nó tập thành quen luôn quý vị. À, quen luôn, không ăn vụn vặt gì hết đó. Nhưng mà uống rượu thì uống dữ lắm, ngày nào cũng uống rượu, ngày nào cũng uống bia, có khi ngày hai chập cứ uống rượu. Rồi ghiền thứ nữa, ghiền gái. Cái này là đàn ông mà ai mà không ghiền mới sợ. À, là nó ngộ, bởi vì ông chờ ông sanh nghe đàn bà đàn ông nha, gạch một cái nhau cái là kỳ cục vậy đó quý vị. Con mắt này nó ngộ nha, con mắt này nó lúc mà nó bình thường nó mờ mờ rồi. Vậy mà cái ghiền con cặp mắt mà gặp cô gái nào đẹp đi ngang cái là chớp thì ghê lắm nha quý vị. Kinh khủng vậy đó, mà nó nhanh lẹ mà nó nhìn hay lắm nha. Cái cô gái vừa đi ngang cái nó nhìn từ trên đầu tới dưới chân luôn, biết cô gái này đẹp sao sao chứ luôn. Trời, nó ghê thiệt chứ, bởi vì mà nhìn Phật mà nhìn được vậy chứ mau thành Phật lắm. Nhìn Phật thì nhìn hoài mà không nhớ. Ngộ ghê luôn á. Thì biết vì sao không? Vì trong cái nội tâm mình nó đã bị cái sức ngũ dục lục trần, nó nhiều đời nhiều kiếp nó bị cám dỗ đầy ắp, nằm trong đó nó dày quá. Cái sức dày của ngũ dục lục trần nó quá dày, nên khi quý vị nhìn Phật đi, nhìn lâu nhưng mà cái cảm giác gì, cái hình tượng Phật quý vị nhìn không ra được. Nhưng mà lạ thay là hình tướng một con người mà mình vừa nhìn một cái là nó ấn tượng, là nó đập vào tâm mình mà nó dính trong luôn vậy đó. Tự nhiên nhìn qua một lăng như vậy mà nó nhớ dai kinh khủng luôn. Nhất là nam nhìn nữ mà nữ nhìn nam. Hai cái thành phần này là hai cái thành phần của ái nhiễm, mà trong kinh Phật nói là ái không nhiễm không sanh ta bà. Bây giờ Phật dạy mình muốn thoát ta bà thì niệm không nhất không sanh cực lạc, phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc, phải chân thật chân thành mà niệm Phật thì mới sanh được cực lạc. Thấy không? Không có đơn giản đâu. Nên đi cõi đời này mà nó nhiều thứ mà chúng ta đã nặng ấp trong tâm chở, chiên chở nhiều đời về cái cõi đời này, tiền tài danh lợi sắc đẹp nó đầy ấp trong đây hết trơn được. Nó dữ lắm quý vị ơi. Bây giờ phải tập lại đó, tập lại dữ lắm chứ không đơn giản. Nên những đức bây giờ là đi tu rồi là cái việc đó là nó cử được tương đối nha, chưa có tuyệt đối đâu. Ngày xưa mà gặp một cô gái đi ngang là bây giờ gặp đi ngang cái nó đỡ hơn ngày xưa đó, thấy chưa, nó đỡ hơn. Có nghĩa là ngày xưa không có thì ngồi ngay lề đường nhìn chim cánh cụt bay qua bay lại chơi, rồi đầu ba bốn thằng ngồi bắt đầu tán ngẫu, nó nói khơ. Chim cánh cụt đó chân cao, chim cánh cụt chân cục chân dài, chim cánh cụt này tròn, chim cánh cụt này ốm. Đây là tội lỗi của đàn ông mình, nó kinh khủng lắm. Nó ngồi nó bàn tán cái chuyện đàn bà, nó bàn tán đó là tội lỗi, hoặc là có vợ rồi thì bàn tán vợ của người ta, thấy chưa. Bây giờ chuyện Đức nói đàn ông đó, bây giờ coi lại coi mấy bà có bàn tán không. Nếu mấy bà bàn tán, mấy bà sửa đi. Nên đem cái tâm niệm Phật làm chính, nó sẽ không có cái tội của ý niệm quý vị. Tất cả những ý niệm đó là ý niệm tạo nghiệp của chúng ta, nó chiên trở dày quá, nó đầy ấp, nó nặng nề quá.
không? Bây giờ mình phải chỉnh lại từ từ lại. Nên những đức đi vô trong đạo, những đức sửa được nhiều thứ lắm. Những đức vẫn nói mình là phàm phu, vì mình biết mình là phàm phu. Không lẽ mình là phàm phu mình không biết? Hồi chưa có cô kia, cô chạy theo những đức, cô nói thầy, thầy lấy tay thì gờ lên người con cái cho tiêu nghiệp. Những đức nhìn bả, những đức nói nó tiêu nghiệp hay là cô đọa lạc á? Những đức cũng đọa lạc mà cô cũng đọa lạc luôn. Sao kỳ trời, sao kỳ thầy, gần cái thôi mà đọa lạc sao ạ? Nói cái này là mê tín, cái này là tàu lao. Trong khi cái tay những đức nó dơ bẩn quá trời luôn, mà nó làm gì? Nó gờ cô tiêu nghiệp. Rồi cái ý niệm những đức nó sai lầm bẩn thỉu trong đây nó đầy. Làm sao mà những đức gờ cô tiêu nghiệp? Chỉ là chúng ta mỗi một con người là học cái pháp của Phật, để mà mình tu, mình sửa đổi chính mình thì tự mình giải thoát thôi. Dù là Phật đi chăng nữa mà dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại thì Phật cũng đâu có cứu được. Phật chỉ đem cái pháp giải thoát chỉ dẫn họ để họ tu, họ giải thoát. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Chứ tại sao mà có thể một người nào mà rờ một người nào hoặc vuốt một người nào cái mà tiêu nghiệp? Nếu làm được như vậy thì Phật đại từ đại bi, Phật vuốt chúng sanh thì cần gì để chúng sanh tu chi cho nó cực dữ quý vị, đúng không? Nên tu phải hướng đến cái chỗ chánh tín nha quý vị. Đừng có đi vào con đường mê tín. Đi vào con đường mê tín chúng ta sẽ không có một cái kết quả gì. Tại vì sao? Vì những đức biết chắc mình là phàm phu tục tử, chỉ mang cái tướng hình tướng tu hành, và làm một số nhân viên này là nhờ niệm Phật thôi. Chứ ngoài ra nó chỉ cần lặt lại một phát thôi là những đức không có một cái gì cả, vẫn là kẻ phàm phu. Hoặc là đụng một cảnh ngộ gì mà không vượt qua được thì để tóc lại thì cũng như người ngoài đời thôi. Nó có cái gì đâu. Nó chỉ là một cái pháp của Phật rồi chúng ta dụng là có lợi ích. Nên những đức dụng lợi ích thì quý vị dụng lợi ích, mỗi người dụng đều lợi ích. 11 năm nay những đức chỉ có niệm Phật thì được lợi ích, những đức sửa đổi lỗi lầm thì lợi ích. Cái tâm tạo nghiệp thì cái con người nó tiêu phước, cái tâm tạo phước thì con người nó tiêu nghiệp. Vậy thôi, khi tiêu nghiệp thì phước tăng, mà khi nghiệp tăng thì phước tiêu. Chính quý vị kiểm lại cái tâm tu của mình đi. Nên tu gọi là tu sửa, sửa những hành vi sai lầm mà mình đã làm sai. Bây giờ sửa là tu hành. Tu hành không phải là mỗi ngày phải lễ Phật bao nhiêu lại, mỗi ngày phải tụng bao nhiêu cuốn kinh, mỗi ngày phải đi đến thắp nhang cho Phật bao nhiêu lần, không phải. Mà tất cả những việc này là nhắc mình phải phát tánh giác để tu hành, chứ không phải là làm điều đó gọi là tu hành. Mà mình phát lên tánh giác rồi mình sửa đổi lỗi lầm, mình nghe pháp, rồi mình đối xử với con người mình sống làm sao để mở rộng tâm lượng của mình, thay đổi cái tính hẹp hòi keo kiệt của mình lại đi. Thì tức khắc đây gọi là mình sửa đổi lỗi lầm là tu hành. Xác thực không quý vị? Nó quá xác thực đúng không? Đó, nó xác thực là như vậy. Nên những đức mới nói rằng là quan hệ giữa người và người là quan hệ báo ơn, báo oán, đòi nợ đâu, trả nợ. Báo ơn là do mình đã gây cái nhân của ơn, bây giờ người ta báo ơn. Báo oán là do mình đã gây oán, thì bây giờ người ta đòi nợ. Nếu hiểu được nguyên lý này thì làm sao quý vị đi chết? Nên Đại Lão Hòa Thượng đêm hôm ngày nói rằng con người là do chấp hờn nên họ không thoát được cái khổ đau. Con người phải giữ tâm bình khí hòa và tin định luật nhân quả. Mỗi ngày sống cái cuộc đời dù cảnh ngộ làm sao cũng là an tâm và có thể an lạc được. Như vậy thì mới có cảm ứng với Phật Bồ Tát. Nếu như mỗi ngày quý vị bận tâm lo âu, rầu rĩ, buồn phiền, như vậy thì quý vị có niệm Phật quý vị cũng không cảm ứng được nữa. Cái người mà niệm Phật cảm ứng là cái người tâm an lạc. Tâm an lạc niệm cái câu Phật hiệu là tần số nó cùng câu thông. Phải nhớ đó. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật mình cứ nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cháu, nhớ của cải. Vậy thì dù có niệm Phật nhiều nhưng nó không có câu thông cùng với đường dây của chư Phật Bồ Tát đâu. Vì tâm mình đâu có thanh tịnh, nó không có cảm ứng được. Nó chỉ được cái phước hữu lậu. Mà cái phước hữu lậu nó không có tiêu nghiệp. Phước hữu lậu nó không có tiêu nghiệp. Có những người người ta đi làm phước, người ta tiền bạc ào 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 đến người ta, nhưng đó là phước hữu lậu. Phước hữu lậu là quý vị kiểm qua là cái tâm nó không có an. Còn cái phước vô lậu là mình tu không có cầu cái phước hữu lậu của thế gian này thì tức khắc cái tâm nó mới an. Phải nhớ đó. Nên mình tu hành mình phải hiểu cái tâm giải thoát là cái tâm không có cầu cái ở thế gian, mà cái tâm giải thoát nó lại có được cuộc sống thế gian rất nhiều mà quý vị không có tình chấp. Như vậy thì cái nội tâm nó mới an. Còn khi quý vị mà cầu cái cuộc sống thế gian của cải vật chất thì tức khắc có rồi quý vị lại bất an, có rồi lại sợ mắc nên giữ gìn nên bất an.
Khi bất an là nó không phải là cái pháp giải thoát. Khi an tâm nó mới là cái pháp giải thoát. Nên tu hành là nó chuyển lại cái tâm, nó đổi lại cái tâm. Thí dụ như ngày xưa mình có ông chồng này, ông đẹp trai đi, ổng đi đâu mà hơi xa xa, lâu lâu chưa về, là tức khắc mình gọi điện thoại, mình sợ mắt ổng. Đó là cái tâm phàm phu. Mình có một người vợ, vợ mình đẹp, đi đâu cái mình sợ, mình thấy người ta nhìn, người ta mình ghét, mình bực bội. Đây là cái tâm phàm phu. Bây giờ vẫn là chồng mình, vẫn là vợ mình, nhưng mình tu mình đổi lại, mình không có cái tâm ràng buộc và dính mắc gì nữa, thì đó là tâm giải thoát. Chứ không phải là mình tu mà mình đi đá đổ cái chuyện vợ chồng, gia đình của cải. Không phải, không phải là đá đổ. Phật không có kêu mình đá đổ. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, có những người nghe không hiểu, Ngài nói buông xả. Cuối cùng họ xả nhà, xả cửa, xả tiền tài vật chất, xả gia đình. Cuối cùng họ không có cơm ăn, họ đến, họ đảnh lễ Hòa Thượng, họ nói: Hòa Thượng ơi, Ngài kêu con buông xả, bây giờ con buông xả hết thì con khổ quá, con không có cuộc sống. Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói: tôi kêu buông xả là buông xả tình chấp, chứ tôi đâu có kêu buông của cải nhà cửa. Còn có của cải nhà cửa, tiền bạc giúp ai được thì giúp, nhưng không phải là đá đổ. Mà giúp cái gì giúp, còn cái khoản nào sống thì để phải sống đàng hoàng, chứ tôi không có kêu đá đổ gia đình. Còn tu hành thì mỗi người có nhân duyên khác nhau. Người thì đủ duyên xuất gia tu đạo, người thì làm cư sĩ tu hành. Người có nghĩa là nhân duyên nào tu hành theo nhân duyên nấy. Người buôn bán tu hành theo buôn bán, người kinh doanh tu hành theo kinh doanh, người đi làm công tu hành có làm công. Có nghĩa là tất cả nghề nghiệp của cuộc đời này áp dụng Phật pháp, đó là tu hành. Chứ tôi không có kêu đá đổ cái nhân duyên của mình mà mình chạy đi tìm đạo ở đâu, không phải. Rõ ràng. Nên giảng phải giảng rộng ra, nếu không là họ nghe đầu này họ làm đầu kia, không phải. Nó kỳ cục lắm. Quý vị biết rằng những đức học Phật pháp, những đức nói: ủa Phật pháp đâu có khó đâu ta. Khó con cái là quý vị nạp vô nhiều thứ quá mà quý vị không làm. Phải chi mà quý vị cứ nạp một môn vô, từ từ rồi nó thông được những cái điểm khác. Những đức đi tu là nạp câu A Di Đà Phật nhiều nhất. Nên những đức nạp câu A Di Đà Phật vô hoài vậy mà nó thông những cái thứ khác. Rồi nó thấy con đường tu mình không có khó. Con đường tu không có khó. Quý vị phải nhớ rằng con đường tu này chỉ cần có cái chuyện là quý vị chấp hay không chấp thôi. Chấp là nó dính ở cõi đời này hoài không thoát được. Mà không chấp mà cầu sanh cực lạc là chấp trì A Di Đà Phật thì giải thoát. Pháp môn Tịnh Độ này đặc biệt là chấp trì ngay câu A Di Đà Phật này. Nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, như vậy đó. Mỗi ngày cứ tạo cái nhân niệm Phật này. Nên á, nguyện thứ 18 Phật nêu lên: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm được từ một niệm cho đến mười niệm, thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc. Nếu người này khi mệnh chung mà niệm từ một niệm đến mười niệm muốn giảng sanh mà ta không tiếp dẫn, thì ta sẽ không thành ngôi chánh giác. Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, người này phỉ báng chánh pháp thì họ đâu có tu, đúng không quý vị? Thí dụ như bây giờ quý vị biết những người ta phỉ báng chánh pháp, người ta đâu có chịu tu. Không chịu tu sao mà giao cảm với nguyện của Phật A Di Đà mà ngài tiếp dẫn. Tạo tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, giết bậc A La Hán, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Cái người mà tạo nghiệp như vậy thì họ đâu có chịu tu. Không chịu tu sao mà được giải thoát. Vậy thì pháp môn Tịnh Độ này, cái người mà tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp mà họ đã lỡ làm những điều đó rồi, họ quay đầu họ niệm Phật, họ thành tâm sám hối từ hôm nay, họ quyết tâm họ niệm Phật, họ cầu sanh cực lạc, được giảng sanh không? Được. Trong thời Đức Phật đã có người đó. Ai? Vua A Xà Thế. Có tạo tội ngũ nghịch, bắt gia nhốt cho chết, bắt mẹ nhốt vào lãnh cung, kết hợp với Đề Bà Đạt Đa phá hoại hợp tăng, Đề Bà Đạt Đa lăn cục đá để mà hại Phật, làm đủ cách, lập ra lục quần tỳ kheo để quậy tăng đoàn của Phật, tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Vậy đó mà vua A Xà Thế thành tâm sám hối, phát lồ sám hối, Đức Phật chỉ cho cái pháp niệm Phật, ông niệm Phật giảng sanh thượng phẩm chung sanh. Rõ ràng không? Vậy đó mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thiết, ngày nói tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp còn có thể sám hối, nhưng có một cái tội trong ngôi Tam Bảo mà vô cùng là khó cứu. Phật nói Phật cứu không nổi người này luôn. Có một tội. Tội gì? Ăn cắp của Tam Bảo. Ăn cắp của Tam Bảo. Thí dụ như cái người đi đến đây tu đi, họ là người quy Tam Bảo, họ là người phát lên mình chiếc áo lam, mà ai ăn cắp tiền của họ là ăn cắp của Tam Bảo. Rồi ở trong chùa như vậy, quý vị vô của chưa cho, quý vị tự lấy là ăn cắp của Tam Bảo.
Dù là một cây kim, một ngọn cỏ, quý vị ăn cắp cũng là ăn cắp của Tam Bảo. Không có nói nhiều ít, chỉ cần có cái tâm ăn cắp là ăn cắp của Tam Bảo. Nghĩa là cúng dường Tam Bảo, cái của quý vị ở nhà là của cá nhân, cái của quý vị có chút xíu, nhưng quý vị chỉ cần bỏ vào thùng Tam Bảo. Nên những đức khuyên quý vị cúng dường bỏ thùng Tam Bảo, đừng có đưa cho ai hết. Đừng có cúng dường mà nói thầy thầy con cúng dường cho thầy, nó không bằng cúng dường cho Tam Bảo. Vì Phật Pháp Tăng, Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là thanh tịnh. Chúng ta tu tịnh độ, Tăng là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Pháp là cái pháp môn tịnh độ, Phật là Đức Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn bây giờ quý vị biết những đức quý vị cũng kêu là Tăng, nhưng mà là hình tướng Tăng, nó chưa có phải là thanh tịnh Tăng. Trong Phật Pháp mà Phật Pháp Tăng là thanh tịnh Tăng. Còn nếu đệ tử của Đức Phật là bậc A-La-Hán là Tăng, vì chứng tứ quả là Tăng. Những đức chưa phải là nằm cái dạng Tăng đó, nó là vẫn còn là phàm Tăng. Những đức là phàm Tăng vì chưa chứng quả là phàm Tăng. Nên quý vị cầm tiền đưa cho những đức là không có công đức, bằng là quý vị đem bỏ vào thùng Tam Bảo. Nếu như những đức cầm tiền quý vị mà làm điều đúng đắn thì có thể được nhờ, nhưng nếu làm điều sai quấy thì những đức phải chịu cái nhân quả đó. Còn quý vị thì không đến nỗi. Còn nếu như quý vị mà gặp một người quý vị mến mộ, quý vị đưa tiền bạc, quý vị lo, quý vị cung phụng bằng cái tâm ái nhiễm, thì định lực nhân quả quý vị phải chịu. Vì quý vị hộ gì mà không gốc độ, không trí tuệ. Một vị tăng trẻ chưa có tu hành nhiều mà quý vị phụng dưỡng lo lắng cho họ nhiều quá bằng cái tâm thương yêu, quý, cảm mến, chứ không phải là cái tâm kính trọng. Không phải. Có những người, người ta mà gọi là giống như người ta làm cái việc mà hộ trì người xuất gia, nhưng mà do cái tâm quý mến để hộ trì khác nghe. Nó còn bà hàng quán trưởng mà hộ trì Hòa Thượng Tịnh Không là bằng cái tâm cung kính đạo mà hộ trì, khác hoàn toàn. Bây giờ kiếm đâu ra một người mà hộ trì như bà hàng quán trưởng. Nên bây giờ mà nói là người xuất gia mình để cho người nữ mà hộ trì nguy hiểm lắm. Đừng có như vậy, mất công quá đi. Thà mình có ít, có nhiều, ăn nhiều, mình sống lai rai nó khỏe hơn là để cho người ta mà lo lắng hộ trì cho mình, mà có khi người ta xỏ mũi mình, ta quay vòng vòng. Tại vì hiếm kiếm ra một người tu hành chân chính lắm để biết cái cách hộ trì lắm. Ngày xưa Tu Đạt Đa cái hộ trì cho Đức Phật, ít bao giờ mà đến gặp Đức Phật vì sợ người ta dị nghị. Người ta nói rằng Tu Đạt Đa đó cúng dường kỳ viên được cho Đức Phật, bây giờ rồi đến gặp Đức Phật thường xuyên như vậy, Tu Đạt Đa sợ người ta dị nghị nên không bao giờ dám đến gặp Đức Phật nhiều. Cái tâm hộ trì Tam Bảo nó đặc biệt lắm quý vị à. Cái đó là bậc Bồ Tát, người ta hiểu đạo, người ta hộ trì. Còn bây giờ kiếm đâu ra cái người hộ trì như vậy? Nên chùa của mình những đức đưa lên quy định trong nhà bếp không có ai đến nấu ăn. Đi đến đây chỉ lo tu, không có đụng vô cái trong nhà bếp. Còn tất cả ở trong đây là những đức quy định là đồ đạc gì là mua là trang trải cuộc sống là những đức sắp xếp hết. Chứ không có một Phật tử nào nói là con mua cái gì con gì, mỗi tháng con gỡ cho thầy diện, thôi khỏi đi. Cần cúng thì cứ cúng, đừng có nói vòng vo gì, mấy cái chuyện nó mệt lắm. Nó dính vô nó phiền phức lắm. Hoặc là để cho người ta tu đến người ta tu đi, đừng có cho người ta đi vô trong cái chùa mà người ta làm ngành này ngành kia. Hoặc là người ta lo chuyện này chuyện kia trong chùa ngộ lắm. Ban đầu mới đến chùa là Bồ Tát, nhưng ở trong chùa lâu thành La Sát. Muốn cầm luôn chủ trì, muốn nắm luôn chủ trì, muốn xỏ mũi chủ trì. Nên có nhiều ngôi chùa quý vị biết rằng một ông thầy chủ trì, một bà già coi bếp. Bà coi trong bếp không ai vô ở được hết. Rồi đàn bà mà quý vị mà không có cách dạy rồi là đàn bà nó đáng sợ lắm. Cái tâm địa của người đàn bà nếu mà ác cũng như là gắn độc vậy thôi. Ác lắm. Không có đơn giản đâu. Người đàn ông thì người ta nói gì, chứ người đàn ông cái tâm người ta có gì thẳng cái là thôi. Còn người đàn bà có khi trở mặt nhanh lắm. Vừa cười cái mình quay là mình nhìn cái là mình quay chỗ khác cái. Thấy không? Nó không đơn giản đâu. Nó trở mặt bằng cái tâm nhanh ghê gớm lắm. Nên người xưa mới bị biết rằng người ta không cho người đàn bà đi học nhiều đâu. Đó là một cái góc độ trí tuệ của người xưa. Vì người đàn bà không có đi học nhiều thì tâm sẽ thuần thiện, không biết nhiều thì không có bỏ chồng. Vì sao người đàn bà bây giờ bỏ chồng dễ? Vì họ biết nhiều, họ kiếm tiền, họ có thể kinh doanh được. Nên quý vị chỉ cần đụng họ là họ bỏ quý vị đó. Còn người đàn bà ngày xưa đánh te tua vẫn ở với chồng cả đời, không bỏ chồng. Vì sao? Vì có biết đi đâu đâu bỏ chồng.
Nên người xưa đúng là người ta thông minh thiệt, người ta có trí tuệ thiệt. Còn bây giờ tưởng đâu mình thông minh cho đàn bà đi học nhiều, cuối cùng ly dị te tua. Quá trời ly dị luôn quý vị. Tổng kết một năm phải là mỗi năm càng cái chuyện ly hôn nhiều không? Mà ly hôn nhiều thì tệ nạn nhiều, phải không? Ly hôn nhiều thì tệ nạn nhiều. Bây giờ quý vị đặt mình làm con, có người nào đi với cha mà chúng ta vui khi không có mẹ không? Có những người nào đi với mẹ mà vui khi không có cha không? Chúng ta đều muốn là có cha có mẹ khi mình được đi chung. Nhưng mà tại sao bây giờ ly hôn nhiều thì cháu sẽ bị ghét tư tưởng. Cháu sẽ bị nặng nề cái tâm là xa cha hoặc xa mẹ. Rồi mẹ mình lại có chồng khác, con mình nó lại mặc cảm ngại ngùng. Cha mình đi có vợ khác, có khi mẹ ghẻ nói này nói kia, đứa bé này buồn, buồn quá không ai quan tâm, nên nó đi bụi đời, nó bỏ học, cuối cùng nó trở thành tệ nạn xã hội. Là cái mầm mống ngay cái chỗ, cái nguồn gốc là vợ chồng không hạnh phúc, mà làm cho những đứa con này hư hỏng nhiều. Nên càng ly hôn nhiều chừng nào thì tệ nạn xã hội càng nhiều chừng nay. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức đầy hướng về khẩm tất cả tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.